Hoa cứ cháy. Bay cho bay tàn. Cháy sậy bay cỏ này. Bây đen trời chưa. Bên đây là gừng nè. Đây. Đây là gừng của Vinh. Bên đây cháy. Chốt bò cháy bay tàn qua. Quá trời bay thịt mù kia luôn. Cháy nữa nha. Đây có mấy người đang bơm nước, đang lấy nước chưa lửa thì đấy mới bị cháy. Bay bay tàn cho anh bay cái tàn lá sậy bay lên một màu luôn. Rất nguy hiểm luôn. Bay cái tàn qua, bay qua bên gần chạm bây giờ nó khô gan hết trơn. Sới một cái là nó rớt qua đánh rúng cháy. Quá trời tàn bay à. Hai người đang kéo ống. Đang kéo ống chữa. Cháy quá. Tàn bay nghịch trời chứ. Hướng gió bay qua gần nữa. Đấy, gió ngược lại bay ra ngoài sông, ra ngoài kia vuông nước không rồi đó. Bay qua đây. Cho bay nè. Bay gần của Minh. Chàm không à. Nãy khu gan hết trơn. Mà cho nó bay qua đây nguy hiểm không. Nó rớt xuống chàm nó rúng một cái cháy dữ trời cháy. Hy vọng là không sao. Đó. Mịt mù chưa. Này cháy tên mấy lộ luôn. Mùi chuối sát phải lộ luôn. Gió thì gió càng ngày càng gió. Bay mình quay bằng điện thoại thấy không, không thấy rõ cả nhà. Ở ngoài bay dữ dằn lắm. Mấy người đang bơm nước chữa cho nó tắt.
nổ lốp bố bốp chạy cháy nổ ghê. Cách một con kinh nữa nha, cách con kinh mới qua tới rừng. Đây là lộ, lộ nhựa, lộ xe buýt, tuyến lộ Khánh Hội, U Minh, Cà Mau. Kêu không nghe nha, ở dưới nổ lớn quá. Quan sát này nó có bay bay cho qua, bay cho qua đây mình phát hiện con ngúng rơi khói kịp thời mình chữa. Còn cháy dữ lắm cả nhà ơi. Có thanh tra giao thông kìa nha. Dòm dòm. Bớt gió cả nhà, bớt gió, khói lên có trắng không. Quay điện thoại này chá nắng không thấy rõ cả nhà, ở ngoài là nó mịt mù quá vậy. Khói dữ dằn luôn. Bơm nước rồi, nước lên nè. Nãy giờ bắt ống. Đang tưới vào cái lỗ này. Đây. Đang tưới nước cho đây. Nước chặn đừng cho nó lan qua. Bên đây mịt mù luôn đó nha. Để chán nắng không có thấy khói. Đây như sương mù vậy. Mà dữ lắm cả nhà ơi nè, cái cây quay hết thấy cây luôn.
càng tới nước cả nhà, càng tới nước này, càng tới nước rồi cả nhà. Nước vô cái nữa nó lên khói cả đó, mịt mù chưa này. Ở đây mình quan sát mà muốn ngợp luôn. Cái lúc mùa chia nha, lúc mùa chia sẽ dài vô đây, gió thổi lùa tới hoài luôn. Có chú đang càn vô trong kia, càn vô thung nước. Quá khứ bay tàn bay qua đây quá cái nhà, ở đây ngợp luôn á. Bay cô lá nó bay, lá sậy cháy bay ghê. Quá trời ngợp rồi. Có thấy đường luôn cả nhà. Phun nước dữ à. Trời. Bay đầy vô cái nha. Có tay mình dính nè. Bay trò qua dính. Ổn cả nha. Dập tắt bớt. Còn lên chỗ cháy mà xịt nước vô lên khói chứ không còn cháy nữa. Có gió thổi nữa cả nhà. Có gió nữa, nó lùa dữ lắm. Bay. Tàn nó bay nữa nha. Bay qua rừng, bay thấy bay xa, bay mấy cây số trong đó còn có bay tới chổng. Đây nó tàn nó nhỏ, nó bay mà quay không thấy cái nhờ. Đen nó chứ. Bay qua gần dữ nữa. Chạm ở đây sát bên luôn đó nha. Đó này đánh chạm khu gan ở dưới. Nó khô hơn cái chỗ mình đang cháy.
ổn rồi cả nhà. Còn cháy như đây không phải cháy mà nó ngúng, tại nó cái bọn như vậy. Cái này có năm chàm nữa nè, cái rễ chàm nó lá chàm nó ủ xuống nó bọn dữ lắm, nó cháy rồi nó ngúng ngúng tới đất dưới. Bên đây cũng còn cháy nè. Gạch mù vậy cả nhà, đây muốn ngập khói luôn rồi. Còn cái cục này chưa cháy nha, chú đang xịt nước cho nó ướt không cho nó gúng qua nữa. Ngoài kia cháy mi mi, ngoài kia cháy lùa vô đây. Này chắc chú đốt bò mà, chú ngoài kia đó nha, rồi nó cháy, gió nó cháy lan lùa nhanh quá, không có máy để chữa kịp. Cháy rồi, tới mày tới mới lộ luôn đây cái nha, đây tới mới lộ luôn. Bây giờ cũng hết cả nha, bớt à, 10 phần bớt 8 phần. Chú tưới cho nó thấm nước luôn, không thấm hết là nó ngúng ngúng ngúng, từ từ nó cháy nữa, bắt lửa nữa. Trời đang nắng nha, cháy đầy thôi chứ khoảng 2 ngày sau nó còn ngúng cả nhà, ngúng sâu sâu xuống đất luôn. Qua đây quan sát coi nó có bay tàn, có lên khói thì kịp thời phát hiện sớm. Tắt rồi mà nó cho nó bay cái nha, cho bay mịt mù quá chứ. Có thể là đốt cái bào thuốc ngoài kia cả nha, rồi nó bay qua đây rớt đây rồi cháy, ngoài kia còn cháy còn ngúng. Rồi nguyên cái đám cháy đen là năng không cả nhà, năng nó khô quá, dễ bắt lửa dữ lắm.